Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh tin tức 24 giờ TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị cùng đến với những tin chính sau. Ôm hai án chung thân, cựu tổng giám đốc Đông Á Banh tiếp tục bị truy tố. Khởi tố vụ án gây rối khiến nhiều công an bảo vệ thiết bị điện gió ở Quảng Trị phải nhập viện. Đình chỉ một cán bộ phường Hà Nội liên quan đến vụ mất tiền cho cò để được tiêm vaccine COVID-19 thần tốc. Đối tượng manh động mang bình xịt hơi cay, tuyếp sắt bất ngờ tấn công công an thành phố Thủ Đức. 8 năm 6 tháng tù dành cho hai đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép. 9X mang nhiều tiền án vẫn tự tin nhận chạy hoãn thi hành án. Phát hiện những núi than lậu hàng chục nghìn tấn ở Hải Dương. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin chi tiết. Ôm hai án chung thân, cựu tổng giám đốc Đông Á Banh tiếp tục bị truy tố. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án thất thoát 184 tỷ đồng tại Đông Á Banh về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng. Các bị can bị truy tố gồm Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc Đông Á Banh, Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu phó tổng giám đốc, Trần Đạo Vũ, cựu phó tổng giám đốc, kiêm giám đốc chi nhánh Hà Nội, Lương Ngọc Quý, cựu giám đốc chi nhánh Hà Nội, Nguyễn Thị Kim Đường, cựu phó giám đốc Đông Á Banh chi nhánh Hà Nội, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương, nguyên nhân viên Đông Á Banh chi nhánh Hà Nội và Phan Thúy Mai, cựu giám đốc công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát. Theo cáo trạng, công ty An Phát là chủ đầu tư của dự án bất động sản đổi 79 Mùa Xuân tại Mê Linh, Vĩnh Phúc, nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội. Mai có quan hệ thân thiết với ban giám đốc Đông Á Banh nên đề xuất vay tiền tại đây. Từ năm 2007 đến 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo Đông Á Banh chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản. Bị can Mai còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn. Đến nay, Phan Thúy Mai và công ty An Phát không thể trả nợ. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của cựu tổng giám đốc Đông Á Banh Trần Phương Bình cùng đồng phạm đã khiến Đông Á Banh bị thiệt hại hơn 184 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị can Trần Phương Bình bị cáo buộc đã giúp Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại Đông Á Banh và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho công ty An Phát. Ông Bình cùng với cấp phó Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo. Viện Kiểm sát cho rằng bị can Xuyến giúp Mai vay tiền vì có quan hệ và chính Xuyến đã góp 5% cổ phần vào công ty An Phát để đầu tư dự án đổi 79 Mùa Xuân. Bị can Trần Phương Bình giúp Mai vay tiền dù không đủ điều kiện vì muốn công ty An Phát đảo nợ cũ, tránh cho Đông Á Banh tăng nợ xấu. Ngoài ra, năm 2008, Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của Đông Á Banh. Thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để giúp Bình che giấu số vàng làm thất thoát của Đông Á Banh. Vì thế, Trần Phương Bình đã nể nang Mai và giúp Mai vay tiền của Đông Á Banh. Hợp đồng vay vàng khống đã được Cơ quan Điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý cho một vụ án khác. Đối với nhóm cán bộ Đông Á Banh chi nhánh Hà Nội, các bị can này thừa nhận biết Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với Bình, Xuyến và được hai lãnh đạo yêu cầu tạo điều kiện. Nhóm bị can này khai, việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý và chỉ đạo của bị can Trần Phương Bình. Trước vụ án này, năm 2018, ông Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm và đồng phạm, chiếm đoạt làm thất thoát tiền của Đông Á Banh. Năm 2020, ông Bình tiếp tục nhận án chung thân thứ hai trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng. Liên quan tới công ty An Phát, năm 2017, Phan Thúy Mai bị Tòa án Nhân dân Hà Nội xử phạt 16 năm tù vì có hành vi chiếm đoạt hai đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của doanh nghiệp này để mang đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân. Khởi tố vụ án gây rối khiến nhiều công an bảo vệ thiết bị điện gió ở Quảng Trị nhập viện. Ngày 25 tháng 8, trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Húc, huyện Hướng Hóa. Đại tá Thanh nhấn mạnh, hiện lực lượng công an đã khoanh vùng làm rõ được một số người liên quan tới vụ việc và đang mời những người này làm việc với cơ quan điều tra. Riêng với hành vi chống người thi hành công vụ, Đại tá Thanh cho biết,
Công an tỉnh Quảng Trị chưa khởi tố vụ án đối với tội danh này, nhưng vẫn đang tiến hành điều tra, thu thập các chứng cứ, thông tin liên quan. Như đã thông tin vào chiều 23 tháng 8, một chiếc xe chở cánh quạt điện gió của dự án điện gió Tài Tâm, Hoàng Hải di chuyển từ đường Hùng Vương, thị trấn Khe Xanh theo tuyến đường 587 đi qua xã Húc. Việc di chuyển rất khó khăn do đường hẹp, người dân hai bên đường lại dựng cọc tre, gia cố công trình. Để đảm bảo ứng phó với các tình huống phức tạp, có khoảng 50 người, gồm lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa và cán bộ địa phương hỗ trợ. Tuy nhiên, khi xe chở cánh quạt vào tới thôn Ván Ri, xã Húc thì vướng một số cây xanh, người dân yêu cầu chủ đầu tư thương lượng bồi thường. Sự việc bắt đầu diễn biến xấu đi khi đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, tức 23 tháng 8, rất nhiều người dân địa phương đã tập trung tại vị trí xe chở cánh quạt, la ó, ném đá vào xe và lực lượng chức năng. Hậu quả, hai chiến sĩ cảnh sát cơ động và ba công an của xã Húc bị thương, trong đó trưởng công an xã Húc bị thương nặng ở vùng mặt. Ngay sau đó, những người bị thương đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa chăm sóc, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Chiều 24 tháng 8, Công an tỉnh Quảng Trị và Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên 5 cán bộ chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ. Đình chỉ một cán bộ phường Hà Nội liên quan vụ mất tiền cho cò để được tiêm vaccine COVID-19 thần tốc. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa có chỉ đạo về việc báo chí phản ánh thông tin mất tiền cho cò để được tiêm vaccine COVID-19 thần tốc, phản ánh hiện tượng tiếp cận và chi tiền thông qua một đối tượng xấu để được tiêm vaccine tại điểm tiêm trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình. Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, nếu có vi phạm như báo phản ánh, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, tuyệt đối không để vi phạm này ảnh hưởng đến uy tín và công sức của cả thành phố trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 thời gian qua. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thường xuyên cảnh báo và chỉ đạo ngăn chặn vi phạm pháp luật trong việc tiêm vaccine, nghiêm cấm tiêm vaccine không đúng đối tượng. Liên quan đến thông tin trên, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nông Thị Cơ, sinh năm 1993, hiện đang là công chức văn phòng thống kê UBND phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Lý do đình chỉ công tác với bà Cơ là để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định. Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng tiêm vaccine thần tốc tại UBND phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Người dân nếu bỏ một khoản phí nhất định để bồi dưỡng cho một số trường hợp tại phường sẽ không những không phải chờ đợi mà còn được đặc quyền, nay đặt lịch, mai tiêm luôn. Để tiêm vaccine COVID-19 siêu tốc, mỗi người phải đóng từ 800 đến 1 triệu đồng. Số tiền này được giao nộp cho một người phụ nữ. Sau khi nhận tiền bồi dưỡng thường là 1 triệu đồng một người, người này sẽ sắp xếp giấy hẹn và lịch tiêm nhanh chóng. Những người ngoài địa bàn được nữ cán bộ trên gắn vào các công ty, đơn vị kinh doanh trên địa bàn để hợp thức hóa. Đối tượng manh động mang bình xịt hơi cay, tuyếp sắt bất ngờ tấn công Công an thành phố Thủ Đức. Mới đây, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lưu Hoàng Tin, 30 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, chiều 19 tháng 8, tổ công tác do đại úy Trần Bá Đê làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại điểm tiêm vaccine ở khu phố 5, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức. Lúc này, Tin say xỉn và điều khiển xe máy, nẹt pô qua lại. Tổ công tác sau đó đã nhắc nhở và yêu cầu Tin về nhà. Tuy nhiên, ít phút sau, Tin cầm ống tuyếp sắt, bình xịt hơi cay, quay trở lại rồi tấn công lực lượng công an. Sau đó, Tin bỏ chạy và bị tổ công tác cùng các lực lượng khác truy đuổi, bắt giữ. Qua xác minh của công an, Tin này đã có tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Làm việc với công an, Tin cho biết do đại úy Đê đã không cho Tin buôn bán trái cây vỉa hè và nhắc nhở nơi đông người nên quay độ và muốn kiếm chuyện với đại úy Đê. 8 năm 6 tháng tù dành cho hai đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép. Ngày 24 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Trần Văn Tèo 5 năm tù, Võ Văn Rồng 3 năm 6 tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8 tháng 12 năm 2020, tại khu vực xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, tổ công tác thuộc đồn biên phòng Vĩnh Ngươn, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang bắt quả tang Võ Văn Rồng, sinh năm 1976, ngụ tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, đang có hành vi đưa 7 phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Thấy Rồng bị bắt, ngày hôm sau Trần Văn Tèo, sinh năm 81, ngụ tại phường Núi Sam, đến đồn biên phòng Vĩnh Ngươn đầu thú. Đến ngày 14 tháng 12, Tèo và Rồng bị khởi tố điều tra. Quá trình điều tra xác định khoảng 18 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2020,
Tèo được một đối tượng tên Lê Un ở Campuchia gọi điện thoại kêu đưa 7 người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, rồi Lê Un sẽ cho tiền. Tèo đồng ý và rủ Rồng cùng sang Campuchia nhận 7 phụ nữ đưa về Việt Nam. Tèo hứa sẽ trả công cho Rồng 100.000 đồng một người. Tèo điều khiển vỏ lãi chở Rồng đến rào chắn cách biên giới khoảng 200 mét, rồi cả hai đi bộ qua Campuchia nhận 7 người phụ nữ mà Lê Un giao. Hành trình trở lại Việt Nam, Tèo đã dùng vỏ lãi chở hành lý đi trước, còn Rồng dẫn 7 người đi tắt qua cánh đồng thì bị đồn biên phòng Vĩnh Ngươn bắt quả tang. 9X mang tiền án, vẫn tự tin nhận chạy hoãn thi hành án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Đặng Tiến Lợi, sinh năm 91, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào cuối tháng 6 năm 2021, Công an huyện Hương Khê nhận được đơn trình báo của bà Hát, trú tại xóm 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, về việc bị Đặng Tiến Lợi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 106 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Hương Khê đã thành lập tổ công tác, tiến hành điều tra, xác minh. Qua quá trình điều tra, các trinh sát xác định, ngày 20 tháng 2 năm 2020, đối tượng L sinh năm 1981, trú tại xóm 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, con trai bà Hát, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 30 tháng tù giam về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên L đã làm đơn đề nghị hoãn thi hành án. Đến ngày 8 tháng 5 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định hoãn thi hành án, phạt tù đối với L trong thời hạn 10 tháng, từ 8 tháng 5 năm 2020 đến 8 tháng 3 năm 2021. Cho đến đầu tháng 3 năm 2021, khi sắp hết thời hạn hoãn thi hành án, L đã trao đổi nội dung trên với Đặng Tiến Lợi. Lúc này Lợi hứa là sẽ xin tiếp tục hoãn thi hành án cho L và yêu cầu anh này chuyển cho mình tổng số tiền 106 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Đặng Tiến Lợi khai nhận lợi dụng tâm lý mong muốn được tiếp tục hoãn thi hành án của L nên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết Đặng Tiến Lợi đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có và đang trong thời gian chờ lực lượng chức năng xử lý. Hiện Công an huyện Hương Khê đang tiến hành mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Phát hiện những núi than lậu hàng chục nghìn tấn ở Hải Dương. Cục Quản lý Thị trường Hải Dương vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát Kinh tế C03 Bộ Công an đồng loạt kiểm tra 21 điểm kinh doanh than, bãi than của các cá nhân doanh nghiệp nằm rải rác trên địa bàn thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đến chiều tối ngày 24 tháng 8, lực lượng chức năng mới kiểm tra và có kết quả sơ bộ của 15 trong số 21 bãi than có dấu hiệu vi phạm và kết quả ban đầu đã phát hiện những núi than lớn chưa từng có, lên tới hàng chục nghìn tấn than không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Mỗi bãi than nằm cách nhau từ 5 đến 7 km, giáp bờ sông để thuận tiện cho việc vận chuyển đường thủy, đường đi lại khó khăn, nằm ở xa khu dân cư. Tại mỗi bãi than có nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả tổ chức cá nhân quản lý, đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện phần lớn các bãi có khối lượng than có chênh lệch so với hóa đơn nhập hàng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ các dấu hiệu vi phạm về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở, đồng thời phối hợp với Tổng cục Địa chất khoáng sản để giám định, đối chiếu làm rõ chủng loại than, cũng như sự chênh lệch khối lượng than hiện có trên bãi so với số hóa đơn nhập hàng do doanh nghiệp xuất trình. Tại khu vực sông Kinh Môn chảy qua địa phận thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành, Hải Dương, từ lâu đã trở thành khu vực tập kết than lậu cực lớn ở miền Bắc. Than lậu được khai thác tại Quảng Ninh rồi vận chuyển bằng đường thủy về tập kết tại đây, hợp thức hóa hồ sơ rồi mang đi tiêu thụ. Đầu tháng 8 năm 2021, chúng tôi đã từng có bài phản ánh Hải Dương bãi than không phép bức tử cầu may, phản ánh thực trạng tại khu vực này tồn tại hàng chục bãi than không phép. Từ cuối năm 2020, chính phủ đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu xử lý, nhưng tới nay những bãi than trái phép này vẫn trình hình và thách thức lực lượng chức năng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, đón đợi và theo dõi kênh tin tức 24 giờ TV. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ ấn đăng ký kênh để cùng đồng hành với tin tức 24 giờ TV. Lan Hương kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.